Quấy dày là nhà. Bây giờ nó cũng có vấn đề, nó có nhưng mà nó cũng bà suy nó luôn ra cái thau trong buồng ạ. Yeah.
chị vào quán sữa không? Có. Mua cho em ngủ, chị hỏi có cái đũa tập gấp. Mua cho em một đôi. Đũa tập gấp? Ừ, mua cho em một đũa tập gấp. Vừa làm. Thế có mua giò ăn, mua mắm gì không? Mua ăn nước mắm, em không có. Thôi, chị không mua em. Với em đi mua sữa vào ngay. Thank you.
chồng. Đây nam đây nam tên là tiền nhiều tài lộc. Em đứng đây không nóng đi. Đông nam miền nam không?
Vương. Hùng Vương, Vương Quân. Vương Quân ở đại đầu. Cha của Vương Quân từ Vương Vương. Kinh Dương Vương người đâu? Ninh này. Kinh Dương Vương không phải là Bắc Ninh mà đến Bắc Ninh thì thôi. Lạc Long Quân này cũng đến Bắc Ninh thì thôi. Đền thờ Kinh Dương Vương Ninh này. Đền thờ Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh. Nhưng mà gốc Kinh Dương Vương không phải là người ở Bắc Ninh này. Thế là người chờ. Người chờ là Lạc Long Quân của Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương này là người Trung Quốc. Thắng luôn người Trung Quốc, người từ phía Bắc đó. Gốc gác là liên quan Trung Quốc. Lạc Long Quân này cũng nhớ dòng ngó của cha là Kinh Dương Vương, có Âu Cơ là người Việt Nam. Thế người Việt Nam này có gốc gác là Âu Cơ là người Việt Nam đặt luôn, gọi là ở thành Bắc Ninh ấy. Âu Cơ theo sử ghi thì là ở khu, đâu Phú Thọ hay là cái khoảng về núi phía Bắc. Nhưng mẹ Âu Cơ thì ông Ninh, người thật thành ông Ninh. Lạc Long Quân thì yêu Kinh Dương Vương về đây, Lạc Long Quân đi theo cha thì yêu Cơ ở đấy. Nên có đợt đền thờ là ở thật thành ông Ninh đúng không? Đền thờ Kinh Dương Vương ở ông Ninh là đền thờ. Cũng ở thật thành. Lạc Long Quân cũng ở đâu? Lạc Long Quân thì biết rồi. Không biết thờ đâu. Lạc Long Quân yêu thờ Phú Thọ. Hứa theo cha đi núi ở núi ở vùng Bắc thì cũng có ăn không cái đền thờ Âu Cơ. Âu Cơ thực ra là đền thờ mẫu, gọi là mẫu, cái đền thờ người ta thờ mẫu, thờ mẫu chính là thờ Âu Cơ, thờ mẹ Âu Cơ, đền mẫu thờ mẫu mẫu phải hiểu là thế mới là đúng. Không nói biết là đền thờ mẫu, thờ mẫu là thờ mẫu là thờ mẹ, thờ mẹ là ai? Mẹ chính là Âu Cơ ấy. Hoặc là mình hiểu như thế này, đúng rồi, mẹ là mình hiểu mẹ Âu Cơ là nguồn gốc của cội nguồn. Còn có thể hiểu được theo như là hai bạc trưng này, hay những người mà con gái này, công với đất nước Việt Nam này, những người phụ nữ á, công với đất nước Việt Nam này. Đền thờ mẫu này, thậm chí là những cái đền thờ ngày xưa mà có những người phụ nữ mà có công với đất nước, có công với làng xóm hay công thì người ta gọi là đền thờ mẫu hay là đền thờ mẫu là ghi nhớ những người có công phụ nữ công đền thờ mẫu. Nhưng mà nhiều mẫu mẫu đứng thì người ta nói là mẫu mẫu nhà Âu Cơ là mẫu đứng. Nhà Âu Cơ là người ở Quang Ninh. Nghe cái chân qua đấy đạo Phật đấy thì này là một phần cũng tự hay lắm mà trong sử sách không ghi những cái gì này nói là ngoài hết sử sách này. Thật ra 18 đời vua Hùng nó không cần 18 đời đâu, 18 nó dài lắm, nó không cần 18 đời như mình được hiểu là 18 đời. 18 đời đây nghĩa là cha truyền con nối rất nhiều đời chứ không cần 18 đời vua Hùng. Mình nói là 18 đời luôn. Thế thật ra cái đời rất là dài luôn, cứ cha nối lên đến con. Mà cái đất nước Việt Nam này ngày xưa thì nhỏ lắm, nếu mà từ thời Đại Lang thì Đại Việt ấy, thì Lang ấy thì bé thì bắt đầu là các con đi ra vùng núi từ
trong này là núi đất. Còn phía Bắc thì là phía Bắc này cũng núi rộng lắm, nhưng phía Trung Quốc nó lấy chứ Việt Nam thì qua cả cái góc trên cũng được, sau đó Trung Quốc nó lấy xuống rồi. Rồi Việt Nam mình là cô gốc của Trung Quốc, lấy thẳng lên luôn nội tập của Trung Quốc rồi. Còn rõ nội tập của nguồn gốc của Việt Nam của Trung Quốc. Còn Lào với Campuchia là cũng có dòng ngó của Việt Nam luôn. Rồi Lào và Campuchia cũng có một nhánh của Âu Cơ và là không quân đi về bên đấy. Người mang người cõi à. Kiểu như nói là mới lập nước rồi. Thì người mang người cõi là bắt đầu các con đi rộng ra để từ ngày xưa thì là nó có bộ tộc ấy, bộ tộc ở trong rừng nhau từng nhóm một thế, thì đi kêu gọi bộ tộc là người Lào, người chia, câu chia thế, bộ gốc, có nhánh của Việt Nam sang rồi, có nhánh của Việt Nam sang là người Lào này có phần từ Nam nhiều chứ không chia là khác biệt. Nói chung là cái khối Đông Nam Á thì mình người nó giống giống nhau. Việt Nam trên Trung Quốc, Việt Nam giống Trung Quốc nhất. Nam Trung Quốc nhất ạ? Nam sẽ giống Trung Quốc nhất mà thằng nào giống hơn. Em về thêm một cái ở phía Nam Á, Đông Á này, ở châu Á này, khu Đông Á, Việt Nam là giống Trung Quốc nhất. Mình thấy trên Trung Quốc thì mình cũng giống Trung Quốc. Mình giống Trung Quốc.
website phải thử hostinger.vn. Ví dụ WordPress và nhờ công nghệ.
cái 2011 đó. Không, không bao mà. Cái 2010 tháo qua cây mà bán là 2010. Vâng, 2010. Em đi bán mà cái này bán. 2010. Có đâu? Cây hôm nay mà. Vâng. 2010 cây hôm nay. Đi bề rồi. Anh như người anh cũng mất kia luôn giờ.
kênh hai mình và anh tình em. Hai kênh đều có view cũ mà. 2010 có video cũ. Có một video cũ. À nhưng mà cái link có khi chị Hảo gửi cho nó, em để cho cái ấn thế này. Tại vì để cái public nó 2020. Máy hoạt thì cũng hút, có cái gì cũng hút. Điên cái gì thế?
tận chân dưới cho anh à? Tầng 1 cũng chưa? Đã xong rồi, chắc chưa hiểu. Chắc HD của mình này. Chân lý nếu mua số lượng cây trắng hay không một ít hay không một ít kinh doanh của anh đi được khảo sát cây trắng cây trắng à cây có đi đâu cổ đi đâu cổ cái này không biết là đến khu lợp không cây nữa. Hãy
3:30 nào,
3:30 này. Sức khỏe à? Qua đi cúm. Hôm qua đi á? Hôm qua đi cướp. Chắc cũng gặp ông Hoàng cúm lây. Hai cò bị lại á? Đi khám lại. Bị lại. Sao không dặn
lại đi không hại không? Ông nhận là 3 ngày đúng không? Đỡ hơn đôi đi cho anh ta thì chỉ nghĩ nó ấm ấm thì nó nhanh nhanh khoái hơn đấy nhỉ. Nên chị mà kiểu bị ốm lên xong đến lúc thời tiết lại ấm lên này nó nhanh nhanh đỡ lắm. Nhưng mà đang ốm ốm kiểu mạnh lạnh mãi. Quá ăn khỏi chúng ta đây thì hơn chục ngày thì khỏi cứ cho đi khám lại xem mà. Vâng. Con ốm mình cháu ốm hết con ốm cảm giác mình cũng ốm cùng thế mẹ thấy con khỏe có khỏe thôi đi làm con ốm cũng nặng hết cả người rồi sốt ruột vừa nói mấy hôm rồi hôm qua hôm đỡ mấy hôm trước mà em phải về nó xong đi đấy thế gì ạ lại bây giờ nó vuốt mũi xong khóc nó lại nó ba bốn lần như mình kiểu ấy mình có mũi liên tục mà mình còn xì triệt đế trẻ con mình chỉ vuốt nó không là triệt đế đâu nó lại có cái vuốt thì khỏe khỏe nhưng mà sau đó nó khóc nó lại bị có lại đè ra vuốt mà nên chị chỉ cần đè kẹp kẹp mà mà chị đến bây giờ thằng lớn chị biết gì thằng lớn chị thì 2 tuổi biết gì rồi thằng bé là chả biết gì mày hút thằng bé em gặp nhiều lúc hút chứ cũng lắm nhiều lúc cho hút xong xong nhiều lúc cũng cho hút chứ mà em hút thì em lúc nó khó chịu nó không kích động em hút một bên đi một bên thì em gặp thuốc à nhỏ nước muối nó thông thông đủ lên cái mũi khác nó cũng không có chịu thật nhưng nó sạch sạch nhưng mà nó không có chịu đây nó không hút còn hút không ấy, hút không mà không nhỏ nước muối ấy, nó cho hút. Còn mình mà vừa hút vừa nhỏ nước muối thì nó lại không thích. Nó hút. Tại vì nó sọc mũi rồi, khó chịu. Vâng. Vâng. Trong trường hợp này là
hai giờ lắng con về không nhẹ phải. Hay là Tuấn từ Hà Nội về không nhẹ phải. Từ sao nó về sớm nhỉ? Lắm giờ nó về đi. Cầu thang tay gõ là sắt xếp cái gì không? Trong nhà thì thử thôi. Ngoài sân thì không biết. Không, trong nhà thôi. Nhà thì thử đâu. Cái gì thì không phải vạch ra. Cái gì đó ngoài. Trong nhà sân. Cái gì đâu. Tay gỗ luôn. Tay gỗ. Mặc tay gỗ. Thank you.
D10 nó bảo hòa phát hết rồi, nó còn lại NFV thôi.
rồi gì hết. Đi qua chỗ qua cầu cầu với khó khó với khó và ngay qua 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 cầu tàu hai con chú có cầu to hạng xi măng sắt nha. Thank you.
Maybe not.